Hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường, vươn lên từ bàn tay khối óc mảnh đất của mình để phát triển nhanh và bền vững, cùng đi lên cùng với đất nước, và đặc biệt là chúng ta cùng nhau thực hiện cho bằng được ba cái đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng toàn quốc đã xác định để chúng ta phấn đấu, để cho làm sao cho một đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng, nhân dân Việt Nam được hạnh phúc ấm no. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Ba, hai, một, bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn các chiến lãnh đạo.